Xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay vườn bonsai Minh Hưng tiếp tục gửi đến các anh chị clip số 206. Trong clip ngày hôm nay thì em có cũng hơn 10 loại cây để giao lưu với anh chị. Cách mua bán của bên em thì vẫn y như thường lệ là nhận ship COD và bao phí vận chuyển tất cả những cái cây mà anh chị chọn mua. Cây nào có chậu hoặc là không có chậu thì em đều nói rõ cho anh chị biết. Những anh chị nào chưa từng mua cây của bên em thì vui lòng liên hệ với số điện thoại ở cuối cùng bên tay trái màn hình của anh chị. Đó là số điện thoại của vườn bonsai Minh Hưng. Anh chị có thể kết bạn Zalo hoặc là mình gọi điện thoại trực tiếp để chốt cây. Mã số 1 ngày hôm nay là một cây mai chiếu thủy da đen lá lớn. Cây này tông cao, hoành thân thì nhỏ nhưng mà được cái là già cây, thân lắc. Chi cành thì cũng cái cốt cành nó cũng đã khá to. Hoành đế trên miệng chậu 98, hoành thân 36, chiều cao 79 và tàn ngang của cây là 80 cm. So sánh giúp em cái lon bia và cái hoành gốc, anh chị thấy là cái lon bia nó có tí xíu so với cái hoành gốc. Hiện tại là em đang để cái máy ở xa để cho anh chị có thể thấy được tổng thể của cái cây, và sau một vòng ở xa thì em sẽ đem máy lại gần. Ở cái cốt đùi bên tay phải màn hình của anh chị đo được là 12 cm, và cái cốt đùi phía trên cũng bên tay phải luôn là 12 cm. Thân cây lắc và giót lên tới ngọn, chi cành đều được sửa rất là tỉ mỉ từng chút một. Hiện tại bên tay trái màn hình của anh chị thì còn một cái chi cành nó đang còn thiếu, cái cốt chính thì nó đã có nhưng mà cái dàn chi lớp thì nó còn hơi thiếu, cho nên anh chị về xây dựng lại cái chỗ đó giúp em, lợp thêm nhẹ cái là nó đã xong. Rồi quay ra mặt sau, mặt trước thì tạm thời dừng lại mặt này. Do cây này nó khá to cho nên là em không có lật cây được mà chỉ có thể quay từng chút như thế này để cho anh chị thấy được chi cành của nó đều phân bổ đồng đều và nó già như thế nào. Rất là tỉ mỉ. Đó là mặt bên hông. Và tiếp tục quay ra mặt sau. Dừng. Chi cành đều. Hiện tại thì cây đã phá ngọn. Tiếp tục quay thêm mặt phía bên hông của mặt sau nữa. Đây, ở cái mặt này là anh chị có thể thấy thật rõ. Tầng tầng lớp lớp. Chi cành đều mà không bị rối. Cây lắc lên tới đỉnh đỉnh. Thẹo trên thân hiện tại thì nó còn khoảng 10% thẹo là chưa lành. Như vậy là có thể tạm gọi cây này là 90% đã lành thẹo. Thân lắc rất là có duyên. Đế, đế đều tự nhiên anh chị. Bệ đế cũng tương đối là nở. Rất là tự nhiên. Cây già cây tông cao. Đó là tổng thể của cây này. Già cây, sạch, đế nở, thẹo thì còn 10% và chỉ còn một cái chi cành bên tay trái màn hình là chưa xong. Cái đó thì mình về mình làm cũng đơn giản anh chị, nó có sẵn hết trơn rồi. Cây mai chiếu thủy da đen lá lớn mã số 1, giá của nó là 22 triệu bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây cho anh chị. Rồi xuống cây. Tiếp tục mã số 2 hôm nay là một cây mai chiếu thủy lá trung nhị quý. Cây này rất là có tương lai. Một cái phôi rất đẹp. Cây này được nuôi kỹ. Hiện tại thì đế cấp 2 của nó đã to gần bằng ngón tay út rồi anh chị. Chứng tỏ là thời gian nuôi khá lâu. Hoành đế trên miệng chậu 59 cm. Hoành thân 28. Chiều cao tạm tính là 22 và tạng ngang tạm tính là 39 cm. So sánh giúp em cái lon bia và cái hoành gốc. Do cây này nó đang còn lạc lá cho nên là em sẽ đem máy lại gần để cho anh chị xem cái một cái phô đẹp nó như thế nào. Đây là một cái cây rất là có tương lai. Cốt đùi hiện tại thì nó to hơn ngón tay cái khá nhiều, có thể nói là gần gấp đôi luôn anh chị. Đây là cái cốt đùi chính và đang nuôi cắt nhịp chắc chặt anh chị. Giật từng chút một. Em sẽ quay từ từ cho anh chị thấy được tổng thể của cái cây. Thẹo trên thân thì nó lành khá nhiều rồi.
còn khoảng cỡ 20% đó là nó lành hoàn toàn. Mặt nào cũng nhìn thấy cây nó đẹp lắc. Đế thì nở xòe đều 24 giờ. Cây này dành cho những anh chị nào yêu thích cái dòng lùng lực. Cây đang rất là khỏe. Ở mặt trên nhìn xuống anh chị thấy rằng nhìn cây rất là lực. Tất cả chi cành thì đều được đóng rất là chính xác. Chờ quay thêm một vòng nữa cho anh chị xem thật rõ luôn. Cái này thì về anh chị phải nuôi thêm. Trong tương lai cây này nó là một cây đẹp. Cây mai chữ thủy nhị quý lá trung, mã số 2. Giá của nó là 9 triệu bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bỏ bầu để gửi cây. Và nếu mà khi gửi cây thì em sẽ cắt thúc lại những cái phần lá nó dư ra trên màn hình anh chị. Em sẽ để cái bàn tay vô minh họa cho anh chị xem. Cắt bỏ bớt những cái phần lá đó đi để cho nó gọn lại, mình dễ đóng thùng anh chị. Rồi xuống cây, cây này rất là đẹp. Tiếp tục mã số 3 hôm nay là một cây mai chiếu thủy nu gò công. Đây là dòng nu gò công lá trung anh chị. Cây này thì vừa cắt cái nhịp đầu tiên. Hiện tại thì vẫn gọi nó là một cây phôi, nhưng mà anh chị thấy rằng là tuy rằng nó là một cây phôi nhưng mà nó đã ra dáng hết trơn rồi. Nếu anh chị nào mà chuyên chơi cái dòng này thì nhìn là biết cây đẹp hay cây xấu liền. Hoành đế trên miệng chậu 48 cm, hoành thân 25, chiều cao tạm tính là 18 cm và tàn ngang tạm tính cũng là 18 cm luôn. So sánh giúp em cái lon bia và cái hoành gốc. Cốt độ hiện tại của cây này thì nó to gần gấp đôi so với ngón tay cái luôn anh chị. Một cây lục lực rất là lực, rất đẹp. Em sẽ đem máy lại gần. Rồi quay một vòng từ từ. Chi cành thì phân bổ đồng đều. Khá cây. Cây này trong tương lai cũng là một cây đẹp anh chị. Nhịp thứ nhất đã được cắt. Đây là quay gần. Những chỗ nào mà nó còn nhỏ thì em vẫn đang thả lan để mà dẫn cho nó to ra. Và anh chị thấy là những cái thẹo nó có dáng giấy bạc, thẹo trên cọng rễ. Trên hiện tại là cái mặt cắt rễ em mới vừa làm mới. Đây là cái lần làm đế để cho chuẩn bị ép vô chậu nhỏ anh chị. Dòng gò công này thì nó mau cuốn thẹo, và đặc biệt là thẹo rễ thì nó rất là nhanh lành. Cam kết với anh chị là 100% đây là những cái thẹo mới ha. Anh chị được quyền kiểm tra. Nếu như mà lột ra mà thẹo nó bị hư hoặc là thẹo cũ, em tặng cái cây này cho anh chị luôn, không tính tiền. Đây là lời cam kết của nhà vườn anh chị. Cây này rất là khá cây. Cây mai chiếu thủy nu gò công mã số 3, giá của nó là 6.800.000 bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu rồi gửi cây. Hiện tại thì nó đã có những cái chi cành nó đã đóng sẵn rồi, anh chị về xây dựng thêm. Theo cái hướng này thì sau này cây này là một cây đẹp. Gom cây lại rất là nhỏ, lực cây. Mã số 4 hôm nay tiếp tục là một cây mai chiếu thủy nu gò công. À em xin lỗi, cây mai chiếu thủy lá trung, trung nu. Nhớ lộn đến cây gò công mã số 3. Em nhắc lại đây là cây mã số 4 là một cây mai chiếu thủy lá trung, trung nu. Cây này thì có thể tạm gọi là hoàn thiện được 99% là anh chị. Hoành đế trên miệng chậu 39 cm, hoành thân 22, chiều cao 15 và tàn ngang của cây là 24 cm. So sánh giúp em cái lon bia và cái hoành gốc. Cây này thì đế đều tự nhiên, rất là lực, bể đế nở to. Đó là tổng thể bên ngoài. Hiện tại thì nó còn khoảng cỡ 5 sợi dây nhôm còn đang đeo trên cây, cho nên là em mới dùng cái từ rằng là đã thành phẩm được 99%. Do nó quá lùng cho nên là em chỉ có thể cho anh chị xem được cỡ này thôi. Cố tình lật hết cỡ luôn, lắc và giót lên tới ngọn. Cốt đùi hiện tại thì anh chị thấy là nó to cỡ 1.5 so với ngón tay cái. Đó là mặt trước phía dưới. Và bây giờ em sẽ quay ra mặt sau, lật lên cho anh chị xem thật rõ luôn. Ở mặt sau này là anh chị thấy chi cành nó được phân bổ rất là đồng đều.
và được nuôi cắt giật rất là tỉ mỉ. Từng chút một. Chi cành đóng chuẩn, cốt đùi đã cân với cây, tàn ấm mịn. Cây mai chiếu thủy lá trung trung nu mã số 4, giá của nó là 14 triệu bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Hiện tại thì cây nó đã thuần trong chậu này cũng được hơn một tháng anh chị. Rễ non nó cũng đã ra khá nhiều, cây đang khỏe, phát triển tốt. Cây này về anh chị chỉ có việc tạo xương dâm cho nó một tí xíu, chỗ nào còn thiếu thì chứ còn không cần phải làm nhiều. Và chờ cho mấy sợi dây nhôm còn lại trên phần đỉnh nó hơi siết dây nhôm cái là mình bấm bỏ luôn là xong. 14 triệu cho cây mã số 4 trung nu có luôn chậu. Tiếp tục mã số 5 hôm nay cũng là một cây mai chiếu thủy lá trung trung nu dòng siêu mini. Cây này thì chiều cao của nó tới 14 là anh chị. Cây này nhỏ, hoành thân nhỏ. Hoành đế trên miệng chậu 24, hoành thân 10, chiều cao 14, tàn ngang là 16 cm. So sánh giúp em cái hộp quẹt. Anh chị thấy là cái gốc cây nó to cỡ bằng cái hộp quẹt thôi, nhưng mà được cái là già cây. Cây này thì cũng còn có một ít dây nhôm mà không còn nhiều lắm anh chị. Đế đều tự nhiên, cây này thì mình để trên bàn tay. Đó, anh chị thấy là cái cốt đùi hiện tại thì nó to hơn ngón tay cái khá nhiều. Tuy rằng là hoành thân của nó chỉ có 10 cm, nhưng mà cốt đùi thì nó to hơn ngón tay cái. Già cây lắm luôn rồi. Cây này cũng đã thuần chậu. Rồi để cái cây lên bàn tay cho anh chị xem thật rõ. Đế đều 24 giờ, bể đế nở to. Đây, đây là bàn tay của đứa em mà nó để ra bàn tay nhỏ xíu. Cây trung nu mã số 5, giá của nó là 2 triệu 900 ngàn bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Anh chị thấy là rễ non nó đang ra rất là nhiều trên mặt chậu. Cây đã thuần chậu khá lâu. Tiếp tục mã số 6 hôm nay là một cây mai chiếu thủy lá kim, kim thanh mai. Cây này nuôi cũng khá lâu rồi chị, dòng kim thanh mai thì nó lâu lớn cực kỳ. Hoành đế trên miệng chậu 42, hoành thân 25, chiều cao 25 và tàn ngang của cây là 34 cm. So sánh giúp em cái lông bia và cái hoành gốc. Cây này thì bể đế nở to. Đế rất là tự nhiên. Nhìn lực cây. Cốt đùi hiện tại của cây này thì nó to cỡ ngón tay út trở lên. Và đều nhau anh chị. Chỉ có to hơn ngón tay út chứ không thể nhỏ hơn được. Đó là mặt trước, quay ra mặt sau nghiêng lên cho anh chị xem thật rõ luôn. Thẹo thì còn cũng ít chứ không nhiều. Cây kim thanh mai mã số 6, giá của nó là 1 triệu 600 ngàn bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây. Do ngay cái thời điểm quay clip thì trời đổ mưa cho nên là nó có âm thanh hơi ồn. Mong anh chị thông cảm giùm. Mã số 7 hôm nay tiếp tục là một cây linh sam siêu hoa. Cây này là cây được trồng trong ống nhựa 90 và được sửa thân từ nhỏ. Hiện tại thì cái bộ rễ của nó được phơi bày ra trên màn hình. Anh chị có thể thấy rất là rõ. Hoành đế trên miệng chậu 29, hoành thân 12, chiều cao 32 và tàn ngang của cây là 40 cm. So sánh giúp em cái lon bia và cái hoành gốc. Cốt đùi hiện tại của cây này thì nó to cỡ ngón tay cái trở lên. Đây là những cây được nuôi cốt đùi rất là kỹ, co gắt. Những cây linh sam mà trồng trong ống nhựa như thế này thì rất là phù hợp với những anh chị nào thích chơi mà ghép cây với đá anh chị, hoặc là anh chị làm tiểu cảnh thì nó hoàn toàn phù hợp. Cây này tàn ấm, cốt đùi to, khá cây. Cây rất là có duyên. Cây linh sam siêu hoa mã số 7, giá của nó là 1 triệu 600 ngàn bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Tiếp tục mã số 8 hôm nay cũng là một cây linh sam siêu hoa. Cây được sửa thân từ nhỏ, những cái đoạn co lắc của cây rất là gắt. Cốt đùi thì to, cỡ ngón tay cái anh chị. Hoành đế trên miệng chậu 28, hoành thân 15, chiều cao 24, tàn ngang là 46 cm. So sánh giúp em cái lon bia và cái hoành gốc. Cây này thì tàn ấm, thân lắc rất là có duyên. Dòng linh sam siêu hoa mà nó ra hoa một cái là đầy cây luôn anh chị. Đế tự nhiên và tương đối là nở đế. Úp cái cây lại cho anh chị thấy thật rõ ở trên nhìn xuống luôn. Đúng rồi,
ở trên nhìn xuống cây rất là khá cây, những cái đoạn co lắc của cây rất là có duyên. Cây Linh Sam Siêu Hoa mã số 8, giá của nó là 1.200.000 bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Tiếp tục mã số 9 hôm nay cũng là một cây Linh Sam Siêu Hoa. Cây này thì có một phần thân trên đỉnh bị phá để mà làm lũa anh chị. Hoành đế trên miệng chậu 29, hoành thân 12, chiều cao 20, tàn ngang là 38cm. So sánh giúp em cái lon bia và cái hoành gốc. Đây cũng là loại Linh Sam Siêu Hoa được sửa thân từ nhỏ. Chỉ cho anh chị xem cái phần trên đỉnh nó bị phá ra để làm lũa. Đây là cây còn tươi nhưng mà mình lột vỏ ra để tạo lũa anh chị. Cốt độ hiện tại thì nó to cỡ ngón tay út trở lên. Tàn ấm. Chi cành thì phân bổ cũng rất là đồng đều. Nhìn cây có duyên. Cây Linh Sam Siêu Hoa mã số 9, giá của nó là 1 triệu bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây cho anh chị. Tiếp tục mã số 10 hôm nay cũng là một cây Linh Sam Siêu Hoa. Cây hai thân. Cả hai thân đều được vô dây và sửa từ nhỏ, thân lắc. Hoành đế trên miệng chậu 35, hoành thân 22, chiều cao 28 và tàn ngang của cây là 48cm. So sánh giúp em cái lon bia và cái hoành gốc. Cây này thì ở cái thân dưới nó có một cái đoạn co gắt, rất là gắt luôn, gấp khúc luôn anh chị. Cốt ruồi hiện tại thì nó to cỡ ngón tay út trở lên và gần bằng ngón tay cái rồi. Quay ra mặt sau lật lên cho anh chị thấy được cái đoạn thân của nó gắt như thế nào. Gấp khúc. Hiện tại thì tàn nó cũng tương đối là đã gọi là ấm chứ còn chưa được tuyệt đối lắm anh chị. Một số chi tiết nào mà nó còn thiếu thì anh chị về xây dựng thêm giúp em. Cây Linh Sam Siêu Hoa mã số 10, giá của nó là 900.000 bao phí vận chuyển. Cây này em cũng sẽ bó bầu để gửi cây cho anh chị. Tiếp tục mã số 11 hôm nay là một cây Linh Sam Song Huynh lá trung. Cây này được lạc lá để cho anh chị có thể thấy được toàn bộ chi cành. Hoành đế trên miệng chậu 36, hoành thân 24, chiều cao 18, tàn ngang là 32cm. So sánh giúp em cái lon bia và cái hoành gốc. Cốt độ hiện tại bên tay trái màn hình của anh chị thì nó to cỡ gấp đôi so với ngón tay cái. Đều là những cây được nuôi cắt dập và những cái đoạn co của cốt cành nó đều đẹp. Mặt cắt chính thì nó vẫn còn thẹo anh chị. Linh Sam thì lâu kéo nhưng mà không sao, mình nuôi một thời gian dài là nó cũng sẽ lành. Đế tự nhiên và bệ đế cũng tương đối là nở, chấp nhận được. Cây Linh Sam Song Huynh lá trung mã số 11, giá của nó là 900.000 bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây. Số 12 hôm nay tiếp tục là một cây Linh Sam Song Huynh lá trung. Cây này thì già cây, cốt đùi to. Hoành đế trên miệng chậu 39, hoành thân 25, chiều cao 20 và tàn ngang là 36cm. So sánh giúp em cái lon bia và cái hoành gốc. Cốt độ hiện tại thì nó to hơn con tay cái khá nhiều và đều cây. Lặt lá như thế này thì anh chị có thể nhìn rất là rõ chi cành nó xấu hay đẹp, anh chị đều có thể phân tích được. Đế tự nhiên và đều. Cây Linh Sam Song Huynh lá trung mã số 12, giá của nó cũng là 900.000 bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây. Tiếp tục mã số 13 hôm nay cũng là một cây mai chú thủy lá trung trung nu. Cây này được lạc lá để cho anh chị có thể thấy được toàn bộ thân chi cành. Hoành đế trên miệng chậu 39, hoành thân 20, chiều cao 20 và tàn ngang là 32cm. So sánh giúp em cái lon bia và cái hoành gốc. Cốt độ hiện tại thì nó to cỡ ngón tay cái. Và em lưu ý một điều là anh chị nhớ giúp em. Tất cả những cái thông số của cây là bên em luôn ghi rõ lên thành chậu. Do âm thanh của trời mưa nó hơi ồn cho nên là nếu anh chị nào mà nghe không rõ thì có thể chụp màn hình lại và phóng lớn lên là anh chị sẽ thấy được cái số đo của cây. Hoành thân, hoành đế, rồi chiều cao và tàn ngang nó bao nhiêu thì anh chị có thể nhìn giúp em ha. Rất là cũng dễ nhìn thấy. Thẹo trên thân thì cây này nó cũng còn to bằng cỡ hai ngón tay nữa là nó lành anh chị. Đây là cái thẹo mà em mới gọt lại. Bể đế tự nhiên và nở đế. Thân lắc. Cây trung nu mã số 13, giá của nó là 1.300.000 bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây. Tiếp tục mã số 14 hôm nay cũng là một cây mai chiếu thủy lá trung nu. Cây này thì em chừa lá vì nó ra lá đợt trước đã có lặt nhưng mà đợt này thì nó ra lá rồi. Hiện tại thì tàn của nó cũng đã ấm.
Hoành đế thì miệng chậu 30, hoành thân 22, chiều cao 20 và tà ngang là 26 cm. So sánh giúp em cái lông bia và cái hoành gốc của cây. Cốt đồ hiện tại của cây này thì nó to cỡ ngón tay cái. Để ngón tay vô so sánh cho anh chị xem, cho anh chị thấy thật rõ luôn. Cây này thì nó có một cái lỗi phía sau của cọng rễ, mặt sau có một cái cọng rễ nó bị hư và hiện tại thì nó cũng đã quá sành luôn rồi anh chị. Chỉ cho anh chị xem cái cọng rễ nó bị hư, lật lên luôn cho anh chị thấy thật rõ luôn. Đúng rồi, nó có một cái lỗ nhỏ nhỏ và hiện tại thì nó đã quá sành rồi, nó không còn bị mục nữa, không bị hư nữa. Và xung quanh mép của cái đó thì nó đang cuốn rất là nhiều. Chỗ đó thì cũng không ảnh hưởng gì tới cây đâu anh chị, nhưng mà nó làm mất đi giá trị của cây. Cây Trung Nu mã số 14, giá của nó là 800.000 bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây cho anh chị. Mã số 15 hôm nay tiếp tục là một cây sam trái của miền Tây trồng. Cây này được sửa thân từ nhỏ. Hoành đế trên miệng chậu 28, hoành thân 14, chiều cao 22 và tà ngang của cây là 39 cm. So sánh giúp em cái lông bia và cái hoành gốc. Tất cả những cái cây mà sửa thân thì nó già cây và nó không lớn nhanh bằng cái cây mà mình không vô dây sửa thân từ nhỏ anh chị. Cho nên là cây này nuôi nhiều. Hiện tại thì đang có một vài cái chùm trái nó đã chín đen. Anh chị thấy thật rõ cho em ngay con tay chỉ luôn. Là hiện tại là trái nó đã chín và nó chuyển sang màu đen luôn rồi anh chị. Cho nên anh chị yên tâm hoàn toàn, đây là sam trái. Cây sam trái mã số 15, giá của nó là 700.000 bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ gửi luôn cái chậu nhựa đen này cho anh chị để cho cây nó khỏe. Tiếp tục mã số 16 hôm nay cũng là một cây sam trái của miền Tây trồng. Cây được sửa thân từ nhỏ, nu nhiều. Hoành đế trên miệng chậu 25 cm, hoành thân 12, chiều cao 16 và tà ngang của cây là 36 cm. So sánh giúp em cái lông bia với cái hoành gốc. Cốt đồ hiện tại của cây này thì nó to cỡ ngón tay út anh chị. Thân lắc rất là có duyên. Cây sam trái mã số 16, giá của nó cũng là 700.000 bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ gửi luôn cái chậu nhựa này cho anh chị luôn. Tiếp tục mã số 17 hôm nay cũng là một cây sam trái của miền Tây trồng. Cây cũng được sửa thân từ nhỏ. Hoành đế 28, hoành thân 14, chiều cao 18, tàn ngang là 29 cm. So sánh giúp em cái lông bia với cái hoành gốc. Cây này thì thân lắc rất là có duyên. Cốt đồ hiện tại thì nó to cỡ ngón tay út. Cây sam trái mã số 17, giá của nó cũng là 700.000 bao phí vận chuyển. Cây này em cũng sẽ gửi luôn cái chậu nhựa đen này để cho anh chị luôn để cho cây nó khỏe. Tiếp tục mã số 18 hôm nay là một cây mai chiếu thủy lá kim kim giòn, một cây tông cao. Hoành đế trên miệng chậu 36, hoành thân 24, chiều cao 24 và tà ngang của cây là 28 cm. So sánh giúp em cái lông bia và cái hoành thân. Cốt đồ hiện tại của cây này thì nó to cỡ ngón tay út và điều cây cũng rất là có duyên. Mặt trước mặt sau tàn thì được làm kỹ. Hiện tại cây này thì nó còn hai cái thẹo, anh chị để ý giúp em ngay chỗ ngón tay của em chỉ. Đây là cái thẹo đầu tiên thì nó to còn cỡ hai ngón tay nữa là nó lành, và ở trên thân nó còn một cái thẹo cỡ bằng ngón tay trỏ nữa là nó đã lành luôn. Như vậy là rất là rõ ràng, đế tự nhiên, bể đế nở, đế điều tự nhiên. Cây kim giòn mã số 18, giá của nó là 800.000 bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây. Tiếp tục mã số 19 hôm nay là một cây trang sen lá nhỏ. Cây này là cây được xử lý cái củ đế từ nhỏ lúc trồng, cho nên là bề đế của nó nở to, giót cây. Anh chị thấy là nó giống như là một cái mục măng. Hoành đế trên miệng chậu 32, hoành thân 22, chiều cao 24 và tà ngang của cây là 18 cm. So sánh với em cái lông bia và cái hoành gốc. Dòng trang sen này thì hoa của nó nở lâu tàn, cánh hoa thì nó ngắn, đỏ tươi. Đây là những cây trang sen đang được nuôi cốt đùi tại vườn em. Cây trang sen mã số 18, mã số 19, giá của nó là 700.000 bao phí vận chuyển và có luôn chậu.
Tiếp tục mã số 20 hôm nay là một cây hồng ngọc mai. Hồng ngọc mai là cây sơ ri Thái anh chị. Đây là loại hồng ngọc mai được lấy rễ làm thân và sữa từ nhỏ. Hoành đế thì miệng chậu 24cm, hoành thân ngay cổ của cây là 9cm, chiều cao 16, tàn ngang là 32cm. So sánh giúp em cái lon bia với cái hoành gốc, một cây phong cách rất là dễ thương, rễ nhiều. Cây hồng ngọc mai mã số 20, giá của nó là 600.000 bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Tiếp tục mã số 21 hôm nay là một cây linh sam 86, dòng linh sam 86 lá nhỏ, bể đế nở to. Hoành đế trên miệng chậu 28, hoành thân 12, chiều cao 18 và tàn ngang của cây là 24cm. So sánh giúp em cái hộp quẹt và cái hoành gốc của cây. Cốt độ hiện tại của cây này thì nó to cỡ bằng gần bằng ngón tay út chứ nó chưa bằng lắm chị. To hơn thân cây viết chút thôi. Tàn thì tương đối là chấp nhận được, đã ấm. Chi cành phân bổ đồng đều. Đế nở tự nhiên. Bể đế nở to đó anh chị. Cây linh sam 86 mã số 21, giá của nó là 600.000 bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Tiếp tục mã số 22 hôm nay cũng là một cây linh sam 86, một cây lùng lực. Cây này thì được lặt lá, bởi vì nó quá lùng cho nên là em lặt lá để cho anh chị có thể thấy được toàn bộ chi cành. Hoành đế trên miệng chậu 29, hoành thân 12, chiều cao 12 và tàn ngang là 24cm. So sánh giúp em cái hộp quẹt với cái hoành gốc của cây. Cốt độ hiện tại của cây này thì nó to cỡ ngón tay cái anh chị. Cây này được nuôi khá lâu. Cây linh sam 86 mã số 22, giá của nó cũng là 600.000 bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Tiếp tục mã số 23 hôm nay là một cặp trăng đỏ lá nhỏ. Ở cây bên tay trái màn hình của anh chị, hoành đế trên miệng chậu 32, hoành thân 16, chiều cao 16 và tàn ngang là 22cm. Và ở cây bên tay phải màn hình, hoành đế 30, hoành thân 19, chiều cao 18 và tàn ngang là 22cm. So sánh giúp em cái lon bia để giữa hai cây. Anh chị thấy đây là hai cây hoành to, thân lắc rất là điệu. Đây là những cây trang đỏ được nuôi cốt đùi anh chị, mà nó được chưa được to lắm thôi. Đế tự nhiên. Cặp trang đỏ lá nhỏ mã số 23, giá của nó là 800.000 bao phí vận chuyển và có luôn một cặp chậu. Nếu như bán lẻ thì em nghĩ cái cây bên tay phải màn hình của anh chị là nó đã đủ 800.000 rồi anh chị. Cây đó là một cây đẹp. Rồi xuống cây. Tiếp tục mã số 24 hôm nay gồm có một cây trang cam và một cây là trang đỏ. Hiện tại thì em có hai cây, em đều giữ hai cái hoa để cho anh chị có thể thấy thật rõ để phân biệt được cây nào là cam và cây nào là trang đỏ. Ở cây bên tay trái màn hình của anh chị là một cây trang đỏ, hoành đế 22, hoành thân 13, chiều cao 20, tàn ngang là 19cm. Và ở cây bên tay phải màn hình là một cây trang cam, hoành đế 26, hoành thân 11, chiều cao 12 và tàn ngang là 20cm. So sánh giúp em cái lon bia để giữa hai cây. Anh chị thấy là cái cây trang đỏ nó có một cái vết bị tét. Lúc mà khai thác cây thì nó bị cái nhánh đó nó bị tét anh chị. Và hiện tại thì nó đang lành. Cuốn thẹo xung quanh cái vết bị tét nó đã cuốn cũng khá nhiều rồi. Cây trang cam rất là dễ thương. Cặp trang đỏ và trang cam mã số 24. Giá của nó là 700.000 bao phí vận chuyển và có luôn một cặp chậu. Cốt đùi hiện tại của hai cây này thì nó to bằng cỡ đầu cây viết trở lên anh chị. Loại này thì nó lâu lớn, trang cam nó cũng lâu lớn. Tiếp tục mã số 25 hôm nay là một cặp linh sam 86 lá nhỏ. Hai cây hai dáng khác nhau. Ở cây bên tay trái màn hình của anh chị, hoành đế 30, hoành thân 14, chiều cao 22 và tàn ngang là 28cm. Và ở cây bên tay phải màn hình, hoành đế 26, hoành thân 14, chiều cao 22 và tàn ngang cũng là 22cm luôn. So sánh giúp em cái lon bia để giữa hai cây. Cốt độ hiện tại của cây linh sam bên tay trái màn hình của anh chị thì nó to cỡ ngón tay cái. Cốt độ đó được nuôi từ cái mầm lên anh chị cũng khá lâu. Và ở cây bên tay phải thì cốt độ nó nhỏ hơn cỡ bằng ngón tay út anh chị. Thân lắc rất là điệu. Có duyên. Cặp linh sam 86 mã số 25, giá của nó là 800.000 bao phí vận chuyển và có luôn một cặp chậu.
Ở cái bên tay phải màn hình của anh chị, cây đó nhìn rất là có duyên, thân lắc và gióc cây lắc đều, tiếp tục quay thêm một vòng nữa cho anh chị xem luôn. Bể đế nở, thân lắc đều. Rồi xuống cây. Mã số 26 hôm nay tiếp tục là một cặp cần thăng. Ở cây bên tay trái màn hình của anh chị, hoành đế trên miệng chậu là 30 cm, hoành thân 9, chiều cao 28 và tàn ngang là, ủa em xin lỗi, em đọc lại thông số anh chị ơi, do màu trắng nó khó đọc quá. Hoành đế trên miệng chậu là 30, hoành thân 9, chiều cao 19, tàn ngang mới là 28 cm. Còn ở cây bên tay phải màn hình, hoành đế 30, hoành thân 16, chiều cao 28 và tàn ngang là 32 cm. So sánh giúp em cái lon bia để giữa hai cây, do nó đang nằm trên cái chậu nhựa màu trắng, cái nền của nó cũng là màu trắng cho nên là cái số nó khó đọc. Cần thăng thì là những cây đa số là những cây quái. Cặp cần thăng mã số 26, giá của nó là 600.000 bao phí vận chuyển và có luôn một cặp chậu. Hiện tại thì cặp cây này nó đang nằm trong chậu nhựa hình lục giác. Tiếp tục mã số 27 hôm nay là một cặp mai chiếu thủy lá kim, kim giòn. Cặp này được hình thành từ những cái cọng rễ tuyển chọn. Ở cây bên tay trái màn hình của anh chị, hoành thân 5, chiều cao 10, tàn ngang 11. Và ở cây bên tay phải, hoành thân 3, chiều cao 13, tàn ngang là 11 cm. So sánh giúp em cái hộp quẹt để giữa hai cây. Hiện tại thì em thấy là cái cây bên tay phải màn hình nó to cỡ bằng thân cây viết anh chị. Chứ nó... Đó, như vậy thì anh chị dễ so sánh hơn. Dòng mini, siêu mini, thân lắc cũng điệu. Cặp kim giòn mã số 27, giá của nó là 500.000 bao phí vận chuyển và có luôn một cặp chậu. Lật cái cây bên tay trái và tay phải lên cho anh chị xem cốt cành nó như thế nào. Đây đều là những cây được nuôi cốt cành. Đây cũng là cặp cây cuối cùng trong clip ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt tất cả các anh chị. Mình hẹn gặp lại trong clip sau.